Trong trận Hoàng Anh Gia Lai thắng câu lạc bộ Hà Nội 1-0, huấn luyện viên Piatek đã phản ứng với trọng tài khi đội nhà không được hưởng phạt đền sau tình huống ngã của tiền đạo Brandao. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước câu lạc bộ Hà Nội trên sân Pleiku. Ở trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2023 diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 5, Paulo Oliveira là người đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền ở phút thứ 6 để mang về 3 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, huấn luyện viên Piatek có quyền tiếc nuối khi đáng lẽ đội bóng phố núi có thể đã đánh bại đối thủ với tỷ số đậm hơn. Ở giai đoạn cuối của trận đấu, khi Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn trước với tỷ số 1-0, tiền đạo Washington Brandao có tình huống đột phá từ cánh trái và đi bóng vượt qua hậu vệ đội Hà Nội. Tuy nhiên, ở pha xử lý bóng cuối cùng trong vòng cấm đội Hà Nội, chân sút người Brazil đã ngã trước sự truy cản của Đỗ Duy Mạnh. Huấn luyện viên Piatek đã đến chỗ trọng tài bàn để phản ứng sau tình huống ngã của Brandao. Trước tình huống ngã của Brandao, trọng tài chính Trần Văn Lập đã quyết đoán xua tay. Trong sân, chân sút của Hoàng Anh Gia Lai đã tỏ ra không hiểu vì sao đội nhà không được hưởng phạt đền. Còn bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Piatek cũng ngay lập tức đến chỗ của trọng tài bàn để phản ứng khi cho rằng đội bóng của ông xứng đáng được hưởng một quả 11m. Trong tình huống chiếu chậm với góc máy quay trực diện, có thể thấy Duy Mạnh đã có tác động với Brandao. Trung vệ của đội Hà Nội đã có pha tỉ đẻ khá khôn ngoan và chèn vào chân trụ của tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai, tình huống Brandao vượt qua Duy Mạnh trước khi ngã trong vòng cấm. Trong trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai đã có một màn trình diễn tốt trước đội Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Piatek giải tỏa cơn khát chiến thắng sau 4 trận gần nhất chỉ toàn hòa và thua. Với 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng thủ đô, Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên đứng 7 với 13 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội đón nhận trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa giải năm 2023 và hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.